xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về ngừng bắn ở Gaza. Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa. Ông Putin tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Nga. Một siêu vi khuẩn đang lan rộng khắp Ukraine tốc độ tổn thất của quân đội Nga ở Ukraine đang phá các kỷ lục. Vòng tròn thân cận Điện Kremlin lo lắng về việc quyền lực của Putin bị suy giảm trước làn sóng phản chiếu ở Nga tăng cao. Và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về ngừng bắn ở Gaza Quý vị thân mến, thứ Sáu ngày 8 tháng 12, Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. 13 quốc gia ủng hộ nghị quyết này trong khi Anh bỏ phiếu trắng. Theo bản dự thảo, phiên bản dự thảo của nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trình bày đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, cũng như trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin và bảo đảm quyền tiếp cận nhân đạo. Ít nhất 97 quốc gia khác đã tham gia nỗ lực này, đồng tài trợ cho dự luật do UAE soạn thảo. Mỹ trước đó đã ra tín hiệu không tán thành văn bản dự thảo là một trong năm thành viên thường trực của HDBA có quyền phủ quyết Mỹ đã nhiều lần chống lại lời kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh điều mà nước này tuyên bố là Israel có quyền tự vệ sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Ngôn ngữ về các con tin vẫn bị nhóm phiến quân Palestine ở Gaza bắt giữ đã được thêm vào dự thảo nghị quyết với hy vọng lôi cuốn được Mỹ. Cuộc bỏ phiếu này là nỗ lực lần thứ sáu của nhóm gồm 15 thành viên nhằm đạt được sự đồng thuận về cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Chỉ có một cuộc bỏ phiếu trước đó thành công, trong đó, tháng trước đã kêu gọi thiết lập các hành lang và tạm ngừng nhân đạo ở Gaza. Cuộc bỏ phiếu ngày thứ Sáu diễn ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres viện dẫn điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc cho phép ông triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về một vấn đề có thể làm trầm trọng thêm các mối đe dọa hiện có đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Công cụ mạnh mẽ này đã không được sử dụng kể từ năm 1989. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan đã cảm ơn Mỹ vì đã phủ quyết dự thảo nghị quyết này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Erdan cảm ơn Tổng thống Trump Arden vì đã đứng vững với chúng tôi và nói thêm một chút ánh sáng đã để lùi phần lớn bóng tối. Chỉ trích dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đề xuất và được khoảng 97 quốc gia đồng tài trợ vì thiếu sự lên án Hamas. Erdogan cho biết nếu nó được thông qua, nó sẽ cho phép Hamas tiếp tục thống trị khủng bố ở Gaza một cách hiệu quả. Erdogan nói rằng, thật sốc khi trong khi Hamas bắn tên lửa vào Gershdan từ các trung tâm dân cư ở miền nam Gaza, thì Liên Hợp Quốc lại tham gia vào một cuộc thảo luận khách quan về một nghị quyết xuyên tạc nhắm vào đối tượng sai trái và thậm chí không lên án Hamas. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour gọi ngày thứ Sáu là một ngày buồn. Mansour cho biết ông tin rằng một ngày nào đó, những người không thể nhìn thấy thực tế cuối cùng sẽ phản ứng trước áp lực to lớn của nhân loại, từ nơi này đến nơi khác trên thế giới với hàng tỷ người yêu cầu ngừng bắn. Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa, Thưa quý vị, Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã bị tên lửa tấn công trong bối cảnh xung đột leo thang ở giải Gaza. Một nguồn tin trong lực lượng an ninh Iraq nói với truyền thông địa phương rằng, khu vực lân cận Đại sứ quán Mỹ trong vùng xanh được bảo vệ đặc biệt ở trung tâm Baghdad đã bị tấn công bằng tên lửa vào ngày 8 tháng 12. Nguồn tin xác nhận, tiếng nổ được nghe thấy gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và còi báo động đã được kích hoạt bên trong tòa nhà theo thông tin sơ bộ, một số tên lửa đã được bắn vào khu vực lân cận đại sứ quán. Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và Syria gần đây bị tấn công liên tiếp trong bối cảnh xung đột Israel Hamas leo thang. Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Sabrina Singh, cuối tháng trước xác nhận lực lượng Mỹ đã bị tấn công 66 lần kể từ ngày 17 tháng 10, trong đó 32 lần ở Iraq và 34 lần ở Syria. Theo quan chức quốc phòng Mỹ, 62 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công ở Trung Đông từ ngày 17 tháng 10. Mỹ hiện duy trì 900 quân ở Syria và 2.500 quân ở Iraq nhằm thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Mỹ đã triển khai binh sĩ và khí tài quân sự tới Trung Đông sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Xin chuyển qua một số tin tức khác về chiến sự Nga-Ukraine. Ông Putin tuyên bố tái tranh cử tổng thống Nga. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 12, một ngày sau khi thượng viện Nga ấn định tổ chức bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, tổng thống Putin thông báo ông sẽ tái tranh cử. Thông báo được ông Putin đưa ra tại buổi lễ trao tặng huân chương cho các binh sĩ tham gia vào cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Tại buổi lễ này, Chủ tịch Nghị viện Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk DPR Artyom Zogar đã hỏi liệu ông Putin có ý định tái tranh cử hay không và chủ nhân Điện Kremlin đã xác nhận. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin sẽ tuyên bố tái tranh cử vào thời điểm phù hợp. Sau khi ông được hỏi về kết quả của cuộc khảo sát gần đây, trong đó 70% số người được hỏi nói rằng Tổng thống Putin nên tiếp tục tranh cử một nhiệm kỳ mới. Ông Peskov nói thêm, Tổng thống Putin luôn dựa vào sự ủng hộ của người dân trong công việc của mình. Mối quan tâm chính của ông là cải thiện phúc lợi và mức sống của người dân. Ông Peskov khẳng định, người dân Nga từ khắp cả nước và ở các độ tuổi khác nhau đã liên hệ trước phiên hỏi đáp của Tổng thống Putin với công chúng vào tuần tới để bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho ông chủ điện Kremlin. Ông Putin dự kiến tổ chức cuộc họp báo thường niên và trả lời các câu hỏi từ công chúng vào ngày 14 tháng 12. Hội đồng Liên bang Nga ngày 7 tháng 12 đã bỏ phiếu thông qua ấn định bầu cử tổng thống vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Một siêu vi khuẩn đang lan rộng khắp Ukraine. Thưa quý vị, một loại siêu vi khuẩn có thể kháng thuốc kháng sinh mạnh nhất đang nhanh chóng lan rộng khắp Ukraine. Các quan chức y tế Hoa Kỳ hiện đã đưa ra cảnh báo rằng đây là nguyên nhân khiến các bệnh nhiễm trùng đang lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine. Các bệnh viện trong nước của Ukraine đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết nó hiện đang lây lan sang châu Âu. Các quan chức cho biết sự lây lan của tình trạng kháng kháng sinh ở Ukraine là một cuộc khủng hoảng khẩn cấp cần được giải quyết những nhà nghiên cứu đã lấy mẫu hàng trăm bệnh nhân như quen để tìm các bệnh nhiễm trùng được phát hiện lần đầu ở bệnh viện vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Họ phát hiện ra rằng khoảng 60% bệnh nhân bị nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh carbapenem, đây là loại kháng sinh mà CDC mô tả là dòng kháng sinh phòng vệ cuối cùng vì tính hiệu quả của nó. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng ở Ukraine, sự kết hợp của tỷ lệ kháng kháng sinh cao từ trước chiến tranh với sự gia tăng tỷ lệ vết thương do chấn thương và sự căng thẳng từ cuộc chiến đang dẫn đến việc phát hiện ngày càng nhiều các vi khuẩn đa kháng thuốc. Các quan chức y tế đã cảnh báo về tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Một vị tiến sĩ tên Adoja nói rằng, kháng thuốc kháng sinh là một vấn đề toàn cầu và đang ngày càng gia tăng. Những gì đã xảy ra không chỉ riêng ở Ukraine, Hiện tượng này đã diễn ra trong nhiều thập niên và là mối đe dọa ngày càng tăng đối với y học hiện đại. Tốc độ tổn thất của quân đội Nga ở Ukraine đang phá các kỷ lục Thưa quý vị, trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho biết, quân chiếm đóng Nga tại mặt trận ở Ukraine phải chịu tổn thất hàng ngày về nhân lực với tốc độ hầu như không cho phép họ khôi phục những mất mát này. Cụ thể, chỉ riêng vào tháng 11 năm 2023, theo lực lượng vũ trang Ukraine, người Nga đã mất hơn 11.000 quân nhân theo hướng Kubiansk, Liman và Bakhmut. Các nhà phân tích cho rằng, tổn thất của người Nga theo hướng Avdiivsky và Marinsky có thể còn cao hơn vì người Nga thực hiện các cuộc tấn công bộ binh lớn sau khi họ chịu tổn thất nặng nề về thiết bị. Theo lực lượng vũ trang Ukraine, tổn thất mới nhất được ghi nhận của người Nga gần FDFK là hơn 5.000 đơn vị nhân lực. Ngoài ra, quân đội Ukraine thông báo tiêu diệt ít nhất 1.200 quân nhân và làm bị thương hơn 2.200 quân Nga ở tả ngạn Kherson từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11. Hơn nữa, quân Nga còn phải chịu tổn thất hàng ngày ở Zaporizhia và các đơn vị giao tranh khác. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ lưu ý rằng không có cách nào để xác minh và xác nhận dữ liệu về thương vong của Nga do lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp. Về phần mình, Nga che giấu dữ liệu về tổn thất của họ, nhưng nếu chúng ta cho rằng dữ liệu của lực lượng vũ trang Ukraine là chính xác thì tỷ lệ tổn thất có thể vượt quá các chỉ số về nỗ lực huy động của Liên bang Nga, đưa từ 20 đến 40.000 đơn vị nhân lực vào hàng ngũ quân đội Nga mỗi tháng ví dụ bất chấp tổn thất số lượng các nhóm nga ở các hướng năng động nhất không thực sự thay đổi điều này có nghĩa là tất cả quân tiếp viện của nga đều được sử dụng để bù đắp tổn thất các nhà phân tích lưu ý người nga buộc phải khẩn cấp chuyển các đơn vị mới được thành lập và được trang bị không đầy đủ tới đó điều này cản trở nỗ lực lâu dài của nga trong việc xây dựng quân đội ở ukraine và thành lập lực lượng dự bị Vòng tròn thân cận Điện Kremlin lo lắng về việc quyền lực của ông Putin bị suy giảm trước làn sóng phản chiếu ở Nga tăng cao. Thưa quý vị, các quan chức Điện Kremlin đang ngày càng có những động thái cho thấy họ lo ngại về sự phản kháng ngày càng tăng đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đặc biệt là từ người thân của những người lính chiến đấu ở đó. Các báo cáo cho thấy các quan chức nhà lo ngại rằng những biểu hiện bất đồng chính kiến công khai này có thể làm giảm uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin và do đó ảnh hưởng đến quyền lực của ông. Cùng với việc tổ chức các cuộc biểu tình công khai, các thành viên gia đình quân nhân Nga đã kêu gọi đưa người thân của họ về nước thông qua các video và văn bản tuyên bố đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Một trong những kênh nổi tiếng nhất được thân nhân các binh sĩ bất mãn sử dụng là kênh Telegram có tên Way Home. Cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo rằng điện Tremelin có thể đã cố gắng dập tắt những tiếng nói này bằng cách đề nghị trả tiền cho họ. Vì nghiên cứu chiến tranh cũng đã viết về nỗ lực của điện Tremelin nhằm chống lại các tin nhắn từ người dùng của kênh Wayhome bằng cách sử dụng hồ sơ giả để bôi nhọ họ trên mạng. Vì nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ đưa tin thêm rằng mối quan ngại lớn nhất của điện Tremelin đối với người thân giận dữ có thể là cuộc biểu tình của họ có thể tác động tiêu cực đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Putin mà ông đã chính thức công bố ngày thứ Sáu. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ viết rằng, chiến dịch tranh cử tổng thống của Putin được cho là sẽ không áp dụng vào cuộc chiến ở Ukraine và Điện Kremlin có thể coi người thân của các quân nhân được điều động là một nhóm xã hội có thể gây ra một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với chiến dịch tranh cử của ông ấy. Tuy nhiên, những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm dập tắt sự bất đồng chính kiến từ thân nhân các binh sĩ đã không thành công. Đầu tuần này, trang điều tra độc lập của Nga Important Stories đã mô tả một bức thư có chữ ký của khoảng 100 thành viên gia đình, những người lính chiến đấu ở FDFK. Bức thư của họ yêu cầu Putin ngừng đưa lực lượng của mình vào các cuộc tấn công thịt. Vào thứ Năm, World Translation, một dự án truyền thông độc lập, chuyên dịch các tài liệu về cuộc chiến sang tiếng Anh, đã chia sẻ một đoạn trên S, trước đây là Twitter, về một video ban đầu được đăng trên Wayhome. Đoạn clip cho thấy một nhóm đông đảo vợ và người thân của các quân nhân cầm biểu ngữ có thông điệp phản chiếu. Một người phụ nữ trong video nói rằng, chúng tôi quyết tâm đưa những người đàn ông của mình trở lại bằng bất cứ giá nào. Giáo sư Mark Ancast, trường chính sách và chính phủ của Đại học formation Mark Ancast, nói với Newsquid rằng, Mối lo ngại của các quan chức xung quanh Putin có thể vượt ra ngoài cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, ông Kass nói trong một email. Điện Kremlin thực sự tỏ ra lo ngại rằng người thân đặc biệt là mẹ và vợ của các binh sĩ có thể làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng Nga đối với nỗ lực chiến tranh chỉ bằng cách kể những câu chuyện về những gì đang xảy ra với những người thân yêu của họ vì cuộc bầu cử tổng thống nga bị nhiều người cho là có gian lận, ông Khash cho biết ông không nghĩ rằng bản thân Putin lo lắng về kết quả cuối cùng. ông cũng lưu ý rằng Moscow có thể tạo ra số liệu nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp do người dân ở nhà để biểu tình. chuyên gia nói, tuy nhiên tác động lâu dài của những câu chuyện về điều kiện khủng khiếp mà binh lính nga phải đối mặt là điều có thể làm cơ sở làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với Putin hoặc ít nhất là đối với nỗ lực chiến tranh của ông. David Shubay, phó giáo sư lịch sử tại Cornell và là giám đốc giảng dạy và học tập tại Cornell ở Washington cũng đồng tình với những quan điểm đó. Ông Subay nói với Newsweek, Tôi không nghĩ Putin thực sự lo lắng về tình trạng bất ổn nội bộ vào lúc này. Nhưng ông ấy luôn thành công khi đi trước xu hướng, vì vậy tôi có cảm giác rằng dưới lãnh đạo Nga đang cố tình bảo đảm rằng điều này không dẫn đến bất cứ điều gì. Ông nói thêm, điều họ không muốn thấy là những cuộc biểu tình trên đường phố rất rõ ràng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btva.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.